Buổi chiều, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri cách xa thị trấn huyện Tam Dương. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Tam Dương. Tại buổi tiếp xúc, cử tri xã Hợp Thịnh kiến nghị chính phủ giảm độ tuổi được hưởng trợ cấp xã hội đối với người cao tuổi xuống 75 tuổi. Hiện nay theo quy định từ 80 tuổi trở lên. Đề nghị tỉnh có cơ chế hỗ trợ cho các dự án cấp nước sạch tại vùng nông thôn, bởi thực tế hiện nay, tỷ lệ người dân được sử dụng nước sạch trên địa bàn vẫn thấp. Đối chiếu theo quy định các địa phương đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao chưa đáp ứng được tiêu chí này, người dân xã An Hòa kiến nghị một số tuyến giao thông quan trọng phục vụ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn đã bị xuống cấp nghiêm trọng, cần được tu sửa cải tạo. Cử tri xã Hoàng Hoa kiến nghị việc thực hiện thu hồi đất để phát triển khu công nghiệp Tam Dương 2 đã lâu nhưng người dân chưa nhận được tiền đền bù giải phóng mặt bằng. Cử tri xã Hướng Đạo kiến nghị về dự án nâng cấp cải tạo đường tỉnh 309B tiến độ chậm gây nhiều khó khăn cho người dân. Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nguyễn Văn Mạnh và các đại biểu Quốc hội tỉnh đã tiếp thu các ý kiến kiến nghị của cử tri huyện Tam Dương và tổng hợp trình Quốc hội, Chính phủ và chuyển đến các cơ quan chức năng của tỉnh xem xét giải quyết theo quy định.